tị đi. Mở hàng chưa ông ơi? Mở hàng rồi à. Ồ, đấy có cái cây này sáng sủa đấy nhỉ? À, đấy, cái sáng sủa. Mấy tiền đấy ông? 3 triệu. Giá bán đấy à? Giá bán luôn đấy. Ừ. Còn giá thanh ra 3 triệu rồi đấy. Ừ. Chỗ này nó hơi khó nhưng mà được cái chân có. Chân có. Này đục đi. Đấy. Đấy. Ông cười. Lại xin ông. Lại xin ông. Mình đi ra đàng hoàng quá nhỉ. Vừa xem cái này à? Ờ, chả biết. Chỉ thế. Ông ơi, ông nhá. 3 triệu lấy luôn. Đây được đấy. Mua được. Con ông ơi. Tiền. Bây giờ lắm. Đẹp. 900 ạ. Mai ông Ngọc. Để bóc cái gồng ra. Tháng. Làm thành cái cây như này. Để con ông bớt bao nhiêu gì? Chỉ toàn gặp những cây nó thực tế là tùy đất, nhiều cây nó rất là hợp lý. Ví dụ cây này mua được. Đẹp đấy, đấy đi. Mua được. Mở hàng cây nào cho anh? Quay ở bên mạng này cho đây. Sôi động thị trường. Sôi động thị trường. Nhưng mình mua là khao hết các cây. Đấy. Cây đẹp tiền. Mình gửi ấy. Cây đẹp mình nhập vào. Cô phải có tiền. Tự sinh nó đóng góp cho cây cảnh ám lắm. Phải có tiền. Ôi. Cảnh ấy chết rồi đúng không? À cảnh ấy chết cảnh dưới. Chết rồi nó chưa được nhận đây. Lấy mini này là sau rồi. Đây là nguyên quế. Đây để cái đây là sửa lại. Tùn hư. Để trước cửa chứ. Để nuôi mà thương mại được, để nuôi thương mại được mà nuôi chơi được, nhiên thì phải chịu khó nuôi. Nếu mình không chịu khó nuôi thì mình chịu khó bỏ nhiều tiền thế thôi. Cây đẹp nào cũng thường phôi nó lên cả thôi. Trong một đồng người tái để cho nó vun giữ vệ ở đây, nhưng mà thực tế chỗ này không cần. Rất là điệu đây đấy. Hai bên này này. Đây là có rồi, đằng sau là có rồi. Xem cái đít nó như thế nào. Không biết được ở dưới này nó như thế nào. Nếu mà nó bệt thì hay, nó cắm xuống thì hơi vất, nó bệt hay. Bên này nó bệt rồi, chứ không phải bệt cắm. Đây, chất lượng
cái tiền nó cũng được. Người bán đây à? Bố là mang hai cây này đi à? 5 cây, 4 cây, 5 cây. Hồng Ngọc Mai là bao tiền cây đấy? 500.000 cây. 500.000 cây này. Giá ngoài giá bán. Rẻ quá. Đấy. Ra đây là cứ anh em mà ra chợ sộc thẳng ở đây. Nhặt mang về không phải nói nhiều. Con này của ông hay đấy. Về được mà. Về đục đi, về này xe đục cắt đi. Cái tiền, không tiền. Và giờ để chịu đến năm 2030 thì tao lấy ngay. À, để luôn. Riêng video này để bao nhiêu năm được không phải sợ. À, cháu á? Ừ. Được ưu ái thế cả. Ưu ái. Thật với ông ấy, toàn đi này mà toàn đi mua chịu rồi. Khổ thế. Được, cây này đáng lưu ý đấy. Đấy. Tao biết bên cổ này thôi, tao chả. Nhớ ông nhá. Cháu sang bên này tí. Ừ. Nó cái me một cái này. Me. Cây môn. 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 Giá cũng toàn là giá giật mình này. Giá rẻ giật mình. Cái me 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cái môn 1 triệu. 1 triệu. Cái hôm nay là 500 đấy. 500 cây sơn cá. 1,5 triệu. 1,5 triệu sơn cá. 500 một cây hồng mai. Được đấy. Mình lấy cái này về mình chơi này. Đẹp. Quá đẹp luôn. Kêu không? Độc đấy. Một đến từ đất nước tiệp khắc. À xét không à xét. Cây đẹp quá. Xin phép làm phiền tí. Là cây này bao tiền ạ? 1,2 triệu. Đấy. Cái tùng rất là hay. Mini. Lâm. Ai thích cái số. Đấy, nhìn đây. Nhìn nó mướt nhỉ. 1,2 triệu. Lâm. Dạ, 10 giờ là như thế. Găng. Găng. Cái găng. Vừa nãy thấy ôm cái cây gì đi đâu ấy. Đi bán ấy. Bán ấy. Cây đẹp nhỉ. Cảm ơn nhá. Cảm ơn. Dưới đi. Đẹp. Đẹp quá. Dạ. Lo xong việc rồi. À thế. Có giấy. Tiếp. Bao tiền đấy? Dạ. Cái gì ạ? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rẻ quá. Có gửi được cái nào đi xa chưa? Không, xa lắm chẳng gửi được. Tổng tàu thì ai mà gửi được. Xa lắm. Có vướng theo hỏi nhưng mà đi xa. Đâu, có phải hai chị em đấy không? Phải. Hai chị em ruột. Đây ba là chị đấy. Đây cái hồng ngọc mai này hôm trước có cái ông ấy cũng thích mà ông cũng nổi tiếng hay sao mình bảo giá rồi. Mà đang bán cây thì mình cũng không tiện hỏi nhiều. Không. Đấy, giấy viết. À không, người mặc cái kia ai dám cho vào. Lúc nào là cho bà trong nhà nhé. Ờ, ok. Vâng ơi. Nhưng mà anh ngồi chỗ nào đấy? Hả? Văn phòng chỗ nào đấy? Nhà anh. Cơ quan. Ở trên đường Nguyễn Chí Phương mà. À, úi rồi. Thực ra anh ở ngoài đang có hội nghị gì to lắm. Hôm qua thấy các cụ vào đấy đông lắm. À, đúng không? Đang... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiền mà không tiền vào mà cứ ở cái chỗ bán cho hai mọi người chứ. Cái bờ đấy mà. Cái bờ có cái này chứ. Không. Không. Có đặt tiền rồi. Chưa mang về. Được một tí. Đây à? Cây lúc sáng này bảo bao tiền? 30 triệu. Có để lại số cho người ta gọi không? Hay là ngại? Ở đây số văn này. 0973. 731083. 731083. Alo. 30 triệu. Giờ chẳng có chỗ để nữa. Phải vừa nãy Tống ở quê, mà Tống ở quê thì nó hỏng nhiều. Cây ổi đẹp, ngày xưa là lấy rồi. Ông về đâu, chở cây này về à? Ông bán à? Em nhờ người. À thế à? Đấy, cây đấy thì bao nhiêu? À mang về làm chưa có giá đấy, hôm nào cái ổi nó lên hang ấy là khác ngay đấy, nó lại dính vào nhau này, nó cùng một thân đấy, cùng một cây đấy. Vườn còn mấy con ổi đẹp à? Vâng, hôm nào thì phải vào vườn quay ấy. Nhưng mà quay là lấy số của ông xã cho tiện nhỉ, không có lại nhiều ông cũng gọi phiền. Đấy còn cây đấy thì bao tiền? 10 là phần cái kia sáng ngày hay nhỉ. Đấy, còn cái chuối hay. Càng này lúc này ông đã bán được cái nào chưa? Ăn vài cái nhỏ. Đây, cái chuối này bao tiền không? Chuối này 4 triệu. 4 triệu. Đẹp. Mấy cây hôm trước là hết rồi hay là lại đảo ở nhà? Đấy, chi đây bao nhiêu? Tầm 4 triệu. 4 triệu. Nay gặp nhiều hàng đồng giá hết. Hai cô nào đứng đây? Mình mà đang thích cái nào không? Hai cô nào đứng đây? Mình biết chị Phương một xuống ở đây. Hai cô nào đứng đây? Trung tá rồi đấy. Có tuổi gì? Em 40 chưa? Chắc còn đấy. Chắc hơn 40. Có tuổi. Có 70. Có trình độ. Như chị Phương là trên bộ ở đấy, to đấy. Trên bộ. Ý tưởng trung tá. Trung tá mà trên bộ nó rất cả hơn cái đại tá ở dưới. Trung tá xuống. Trung tá xuống. Đây nó chế độ khác, tháng 10 triệu. Đây nó chế độ khác. Đúng rồi. Với lại sau còn làm quản lý. Đẹp. 10 triệu cái kìa. Ủa, cái hoa hồng này vẫn. Cái này nó gọi là hồng. Này nó gọi là hồng gì ạ? À, là hai màu à? Hai màu. Cái này bao tiền? 600. Đó, nó ghép vào nhau để chạy lang thang. Xem hoa đẹp. Đấy hay đấy, hàng nghệ nhân đấy.